phải mua hộ đấy hả? Tại vì tiêu chuẩn lái xe là nó được như thế thì giá nó là mua ăn nó không có đẹp kiểu gì. Đây cứ đưa cho anh 600. Nếu mà còn không hết thì đưa lại. Tức là thiếu cho nó thấy lái xe đưa vào lái xe vào, thì lái xe mua bao giờ giá. Nên là hôm nào Nam bảo Nam về Nam mà đi thì mày cứ có dịch vụ nội bộ mày cứ ngủ nhá để mày ngủ ngon hơn. Còn chị thì chị vẫn lo phòng cho mày được, nhưng mà có cái là chị sợ ngủ chung thì nó không ngủ được. Chào chào.